Xin chào quý vị các bạn. Tôi thấy có rất nhiều người quan tâm đến vấn đề máy giặt bao nhiêu kg thì giặt được chăn, máy giặt 9, 10, 11, thậm chí 12, 13 kg thì giặt được chăn mấy cân. Cá nhân tôi cũng đã từng phân vân việc này. Vì thế tôi đã về trao đổi với giám đốc kỹ thuật của hãng, nghiên cứu rõ về cái catalog cũng như là trên thông số trên website và cộng với những cái trải nghiệm thực tế thì hôm nay tôi chia sẻ với các bạn máy giặt bao nhiêu kg thì giặt được chăn và tầm máy giặt 9, 10, 11, 12, 13 kg thì giặt được chăn mấy cân. Thực ra trong tất cả những cái máy giặt cửa ngang sử dụng gia đình hiện nay thì thông dụng nhất là khoảng từ 9 đến 11, 12 kg và có 3 cái thương hiệu mà chiếm cái thị phần lớn nhất là Electrolux, LG và Samsung. Thì với mỗi mức công suất tối đa các dòng máy khác nhau thì đều bao gồm khoảng từ 12 đến 15 chương trình giặt. Và các bạn lưu ý, khi các bạn truy cập vào website cũng như là catalog hướng dẫn sử dụng, các bạn sẽ thấy có một cái điều mà nó hơi khác lạ so với những cái điều mình suy nghĩ. Đó là công suất giặt tối đa 9, 10, 11, 12 kg thì nó chỉ giặt được tối đa khi bạn chọn khoảng 4 đến 5 chương trình. Ví dụ đây là một chiếc máy giặt 9 kg tới từ thương hiệu Electrolux có công suất giặt tối đa 9 cân. Thì chỉ khi bạn chọn chương trình giặt cốt tông hoặc là chương trình giặt 60 phút thì nó mới cho phép giặt tối đa 9 kg. Còn lại những cái chương trình khác thì đều là giặt công suất tối đa giống nhau bất chấp việc máy giặt này là 9, 10, 11 hay 12 kg. Ví dụ dẫu cho công suất giặt bao nhiêu đi chăng nữa thì cái chương trình giặt đồ hỗn hợp vẫn là 4 kg. Chương trình giặt đồ giường ngủ của tất cả các máy giặt cửa ngang Electrolux đều là 3 kg là tối đa, hoặc là chương trình giặt đồ len tối đa là 2 kg. Các máy LG Samsung cũng vậy thôi ạ. Nó cũng có mười mấy chương trình giặt và chỉ có một vài cái chương trình giặt là công suất tối đa thôi, còn tất cả các chương trình giặt khác thì đều công suất giống nhau. Còn về mặt kích thước tổng thể máy cũng như thể tích lồng chứa thì thông thường những cái dòng máy từ 9 đến 11, 12 kg trên thị trường, kích thước vỏ là hoàn toàn giống nhau, đều vuông 60 và cao 85 cm. Còn thể tích lồng chứa thì có thể du di một chút, mỗi chiều có thể tăng từ 1 đến 2 cm tùy từng công suất giặt và tùy từng hãng. Duy nhất có dòng là 8 kg thì chiều sâu của máy nó sẽ bị hụt khoảng 6 cm so với những mức công suất từ 9 đến 12 kg. Nội dung video này tôi đang nói đến cái chương trình giặt chăn thì tùy từng hãng người ta sẽ đặt là giặt giường ngủ, giặt ga gối, giặt bedding, nhưng cơ bản đấy là cái chương trình giặt chăn. Thì thông thường đối với máy của LG và Samsung thì là các bạn truy cập vào website các bạn sẽ thấy là tối đa là 2.5 kg, còn của Electrolux là 3 kg. Ngoài cái việc mà máy giặt được chăn bao nhiêu cân, có giặt được hay không thì ở đây thì tôi xin phép cắt nghĩa để mọi người dễ hiểu hơn. Cái khái niệm giặt được không nó thể hiện ở hai thứ: một là máy có chạy hay không nếu ta cho quá tải, hai là nó chạy nhưng hiệu quả giặt sạch đến đâu. Thì các bạn cũng vui lòng hiểu một chút là máy giặt muốn phát huy hiệu quả giặt sạch thì ngoài việc máy nó có công suất lớn thì nó còn liên quan đến là cái thể tích lồng chứa. Nếu mà chăn các bạn cho vào nó kín lồng rồi thì đâu đó cái hiệu quả giặt sạch thì nó sẽ bị suy giảm. Ở một số những cái dòng máy cơ bản nhất thì khi bạn chọn chương trình giặt chăn thì bạn cho ví dụ như chương trình giặt chăn tối đa là 3 cân chẳng hạn, mà bạn cho 2 cân, 3 cân hay là 5 cân bạn cứ nhét vào ấy thì nó vẫn cứ chạy, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến độ bền. Bởi vì sao? Bởi vì ở những cái dòng máy cơ bản, cái bảng mạch điện tử họ đã phích tất cả các chương trình này rồi, họ đã tính rồi. Khi chọn một cái chương trình nào đó, ví dụ chương trình giặt chăn, bản thân máy dòng cơ bản không bao giờ nhận biết được cái khối lượng giặt cũng như là cái việc nó đã chiếm diện tích trong lồng rồi chưa. Nó chỉ mặc định sẵn là ở quá trình giặt xà phòng thì nó hòa tan khoảng 3 hay 5 lít nước, ở quá trình rũ xả thì nó sẽ là khoảng 15, 17 hay là 20 lít nước, và cứ thế nó vận hành cho đến chết. Thì đấy là những cái dòng máy đời thấp, những cái dòng máy cơ bản nhất. Ở những dòng máy đời cao hơn một chút thì nó được trang bị thêm cái cảm biến trọng lượng giặt. Nếu bạn cho quá kích thước nó sẽ báo hoặc là không chạy. Ví dụ như đây là cái chương trình của giặt chăn của cái máy Electrolux này thì nó chỉ cho phép là 3 kg. Nếu bạn cho đồ giặt vào thì nó sẽ hiện lên số cân và có cảnh báo là đã đủ tải rồi hay chưa.
Ở đây tôi đã thử các bạn xem. Đấy, nó hiện lên cái khăn này là 0,5 kg. Vậy là nó vẫn có thể hoạt động. Còn nếu bạn cho quá 3 kg, nó sẽ báo là vượt mức công suất và nó không vận hành. Thì đấy là những cái dòng máy đời cao hơn. Còn đến cái dòng máy đời cao nữa, ví dụ như là dòng Ultimate 700. Đây chính là chiếc này là Ultimate 700. Thì ngoài việc cái cảm biến trọng lượng giặt, trong quá trình giặt thì nó còn nhận biết được là mức độ sạch đến đâu, sạch bùn đất vết bẩn hay chưa, sạch xà vòng hay chưa, nó tự điều tiết để kéo dài thời gian giặt cũng như làm thêm lượng nước để giúp cho cái mẻ giặt chăn đấy được sạch hơn. Ở đây thì tôi xin cắt nghĩa chi tiết một chút là trong trường hợp mà bạn để cái chăn 3 kg thì máy nó vẫn chạy, nhưng đôi khi có những cái chăn 3 kg mà cái khối lượng riêng nó nhẹ thì nó sẽ kín hết cả trong lồng giặt. Vậy thì quá trình giặt nó sẽ cũng rất là hạn chế. Và máy thì nó thường chỉ phân biệt được khoảng 1, 2, 3 cấp độ của cái mức độ giặt sạch vết bẩn cũng như là cái cảm biến sạch nước thải. Thì nó chỉ có thể điều tiết, ví dụ như là ở cấp độ bẩn 1 thì nó kéo dài thêm 10 phút là thêm khoảng 1, 2 lít nước trong quá trình giặt hoặc quá trình rũ chẳng hạn. Ở cấp độ 2, 3 thì nó có thể làm thêm nhiều hơn một chút, nhưng nó chỉ giới hạn khoảng 1, 2, 3 cấp độ thôi. Còn nếu mà nó kín quá mà bẩn quá thì đương nhiên nó vượt qua cái giới hạn bẩn quá mức cần thiết, cũng như là nó choáng quá kín lồng, thì lúc đó thì nó cũng chỉ giặt ở mức độ vừa phải và hiệu quả nó sẽ hạn chế. Thực ra thì tất cả những cái máy giặt cửa ngang sử dụng trong gia đình, tôi không nói những loại mà có kích thước quá khủng như là 19, 21, 22 kg, cái đấy nó hơi đặc biệt. Tôi chỉ nói những cái dòng 8, 9, 10, 11, 12 hoặc là 13 kg thôi, thì tất cả đều chỉ giặt được chăn khoảng tầm 2.5 đến 3 kg. Còn nếu bạn muốn giặt 150 cân thì lúc đó bạn phải mang ra tiệm. Ở đây chỉ là một nội dung về máy giặt. Còn để tư vấn chi tiết về các chủng loại máy giặt có chất lượng tốt cũng như là nhận được cái sự giải đáp trong suốt quá trình sử dụng, mời bạn liên hệ kỹ sư điện máy. Xin chào và cảm ơn các bạn.